Đây là Ba, đây là Vũ. Từ Vũ lên đây chắc cũng 10 cây, mười mấy cây. Đây là ba của Phổ này. Bữa nay Phổ về Quảng Ngãi hả chú? Dạ, về Phổ về có việc. Đây là cái vườn của Mr. Thìn nè. Thìn là ở đảo Quỳnh Ba đó. Bữa nay cũng không có mặt. À, trời nó làm cho nó giao hết cho ông Phổ chú. Nó giao hết rồi. Mấy cây hay dòng nhiều lắm. Dạ. Đây nè em nè, mua cái dây này nè. Mua dây nhỏ này thôi nè, neo lên nè, neo cành lên nè. Trời là trái. Tức là máy bay bữa nay là bay lúc 10 giờ rưỡi. Nhưng mà Tuấn hôm qua đi lên quay chú thì bị mưa chú. Dạ, dạ vâng, dạ vâng. Ôi dồi ôi, là cái cây này nó trái. Rồi, nghe nè. Điện là tôi đứng tôi canh trước cổng liền. Dạ. Nên là chuyện hôm qua quay thì lại mưa. Tại hôm qua, sáng qua thì con vào cái vườn của Vũ. Em coi trái nè Vũ. Em đếm thử coi là cây này bao nhiêu trái. Đấy, mà bộ lá. Nó nùi 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 luôn nè. Ê, lên cái dốc cái thở ra. Dưới đây là cây đang lớn. Dạ. Trái đang lớn. Bây giờ chúng nè, để kết thúc cái clip mà nhiều cổ bông á thì cả nhà lưu ý một cái chỗ này nha. Tại vì thời tiết bây giờ đó là không giống hồi xưa nữa đâu. Ngoài Bắc lạnh là trong Nam lạnh, mà ngoài Bắc mưa nhiều là trong Nam cũng có mưa. Nên là cái chuyện nhiều cổ bông là cái chuyện sắp tới chúng ta phải chấp nhận. Ha, thì chúng ta quay có giải pháp. Trời ơi, coi cái đây mới rõ nhiều cổ bông nè. Vũ, em vô em đếm ở đây là bao nhiêu cổ bông? Có phải là 4 cổ bông không? Wow, là trái. Để tôi kết thúc cái chuỗi này thì tôi nói với cả nhà thế này nha. Khi mà đã bị nhiều cổ bông á thì chúng ta dùng hữu cơ. Bón nhiều lần, không bón một lần nhiều. Cứ 10 15 ngày chúng ta bón. Và cũng tùy theo cây nữa nha cả nhà. Chứ không phải là cái cây nào cũng bón 3 kg. Không, có những lúc những cái giai đoạn đầu mình bón 3 kg, nhưng sau đó cây nó tốt quá thì bón 2 kg. Tại vì như thế này, khi mà mưa trái vụ thì lượng đạm trong nước mưa rất là cao. Mà tôi nói cây từ khi ra bông bắt đầu lú bông được khoảng 1 phân 2 phân thì chúng ta bắt đầu cho ra ngọn rồi, đúng không ạ? Và cây chỉ phóng ngọn khi nào ạ? Khi hữu cơ nhiều mà sao? Khi hữu cơ nhiều mà NPK nó cao thì nó mới phóng thôi. Đấy, em coi nó bao nhiêu cổ bông. Chưa đâu, em xuống cái đằng kia kìa. Em xuống cái đằng kia thì em mới thấy cái này nó khủng khiếp. Tức là Tuấn muốn làm ở Khánh Sơn này hai vườn, là vườn của Vũ và vườn của Phổ. Nhưng vườn của Vũ thì Tuấn đã trình bày rồi ha. Nó bị trục trặc về cái tình cảm gia đình đó. Nên là cuối cùng là dạ, thì nó còn được cái vườn này. Nên chúng ta thấy cả nhà nè, không có phải là nghĩ là tại vì Tuấn rất là thật. Tại vì Phổ đó làm bắt đầu nha nói nha, phun trung vi lượng nha, phun trung vi lượng nha. Có chừng mưa dầm nè, cây không lấy được dinh dưỡng nè. Có chừng bị thiếu trung vi lượng là tét gai nè. Phải phun ngay. Vì cây này trái rất là nhiều và cỡ này nó lên là lấy dinh dưỡng kinh. Trời ơi, cây này đếm thử coi bao nhiêu trăm trái trời. Gần cả trăm trái có đó trời ơi. Đâu chú, cây nào chú? Chú cũng hay lên đây lắm hả? Lên chơi hoài chứ. À. Lên căn sầu riêng chín đang mà. Ba của Phổ thì không có. Cái này là của Thìn, vườn của Thìn. Bữa nay không gặp Thìn luôn. Thìn lại đi Buôn Ma Thuột. Đấy, ông chú vườn mà vậy đó trời, tôi lên mấy lần mà không, tôi bay ra trời ơi, tốn tiền, tốn công, tốn của mà không gặp được chú vườn ơi. Thôi bỏ tay. Nó làm mà nó giao hết cho ông Phổ vậy thôi chứ. Đâu chú, cây nào trái nhiều đâu. Còn bữa trước con quay khúc dưới kia. Nhiều lắm. Con thấy cây nào cũng nhiều hết trơn á. Qua nào. Không, dưới này cũng nhiều lắm. Mà bữa trước chưa quay bên này. Đúng rồi. Thì mấy nay Phổ nó cũng bận rồi, thì nó cũng bổ sung nha. Bổ sung chứ không thôi là nó thiếu á, tại vì ẩm độ. Đấy. Mưa trên đây mưa liên tục phóng chú. Chiều nào cũng mưa. Đó, mà cả nhà đặc biệt cái cây nào bộ lá nó chưa được, tại cái vườn này là mới mua lại được phục hồi mà, thì không bổ sung lên đây liên tục là bị
bị thiếu trung vi lượng là tét gai. À, nè, làm hữu cơ nó có vú bò hết trơn nè. Món thon nó có vú bò hết trơn nè. Ghê không em? Trời ơi. Và Tuấn sẽ kết thúc cái Khánh Sơn ở đây vì đi ra vào nó bất tiện quá. Đó, nên Tuấn chỉ là nói với người dân Khánh Sơn là ở đây trồng sầu riêng rất nhiều nhưng mà để thu thì không được bao nhiêu hết. Là nó cũng có lý do của nó. Thì cái thời tiết ở đây mà chúng ta không biết cách mà làm trái của nhiều quả bông là thua ha. Và tôi nói lại là cái NPK hữu cơ đó nó rất là tốt, nên cả nhà phải nhấp từ từ thôi đó. Khi trái nó to như thế này nè thì 1 hecta chúng ta mới dùng được 4-5 lít đó. Nhưng khi mà nhiều quả bông thì nhiều cỡ trái thì nó cạnh tranh dinh dưỡng với nhau. Thì cả nhà phải là sao ạ? Phải siêng phun công thức tăng trưởng. Nhưng đến khi mà những cái cổ bông đầu tiên trái nó lớn là phải đổi công thức. Buộc là phải phun những cái trái lớn với công thức lăng cao, sau đó là công thức kali cao. Chứ nếu mà chúng ta mà vẫn cứ vì sợ rằng là phun như vậy thì nó những cái trái nhỏ nó ảnh hưởng này kia nọ khác. Cái vườn này nó chia ra, cái vườn này có phải là của mình luôn không? Cái cây này phải của mình luôn không? Dạ, nhưng mà mấy cái trên này của ai? Đây, đây, đấy. Tại vì cái này không có ranh, đất này không có ranh. Rồi xong con cuốn quay lại cái khúc ở dưới kia. Cái khúc dưới này bữa trước chưa quay. Hơi vội nha cả nhà, hơi vội. Tại vì máy bay là 10 giờ rưỡi là bay rồi, mà bây giờ Tuấn còn phải qua cái đèo Khánh Sơn nữa. Là 79 cây từ đây đi lên trên đó là 70 mấy cây. Không, dạ nói chung là có nhiều cây đẹp. Ây da, đó cả nhà thấy không, nó rất là nhiều cổ bông. Nên là cả nhà thấy là đừng có nghĩ là phổ đó là dân từ cái dân biển kinh doanh mà không biết làm bông làm trái nha. Mà vì phổ là đam mê, nó mê đến nỗi mà nó coi clip riết mà con vợ nó cái đây mấy năm á, cái đây mấy năm nó coi riết mà con vợ nó bất bực luôn. Cứ hãy rảnh ra tiếp khách xong ở ngoài biển xong, mà vì phổ nó có cái resort đẹp lắm ở ngoài đảo Bình Ba. Dạ rồi, dạ rồi. Đấy chúng ta coi nè, nó nhiều cái này. Cái này thì gần thu rồi nè, khoảng hơn 10 ngày nữa thu, mà cái này thì còn trái chút xíu. Đấy, trái còn chút xíu kinh khủng. Dạ rồi, đi xuống dưới đây. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Dạ, dạ. Hay ghê chưa? Đó, nên là Tuấn nói với cả nhà rằng là chưa chắc gì đại lý lâu năm mà giỏi đâu. Vấn đề là cái khả năng linh biến, cái khả năng hấp kiến thức đó, cái khả năng nó quan trọng. Chứ nhiều khi đọc mà học mà nó không tiêu thì cũng như không. Học đào tạo dạy giống nhau hết, nhưng mà tay nghề mỗi ông khác nhau hết. Thì ông nào đại lý giỏi thì giúp nè đó, nhưng mà da vẫn rạng nè. Nhưng mưa tiếp tục kiểu này thì phải siêng phun. Rồi phổ nó phải giám sát mướn người phun hả chú? Mướn. Trời ơi, cái cây bên kia là của ai? Của mình hết mà. À, nhưng mà nó nhiều lắm mà coi quay trên trễ mấy bạn nha. Dạ. Nè coi cả nhà coi nè. Nói chung tóm lại là vườn này là nó đều vậy hết á. Đi đồng quay nó đều hết vậy đó. Dạ. Trái đều hết. Rất tiếc là không có ánh sáng. Không có ánh sáng tốt thôi. Không có ánh sáng, nó mờ. Dạ, nó mờ, nó hơi mờ một xíu. Nó đều vậy đó. Hả? Vườn này là đều hết. Nó hơi mờ một xíu mà nãy quên bật cái flash lên. Trời ơi, là cái cây này nè. Nó chút chét vậy mà coi nó trái nè. Vũ mà đếm thử mà Vũ. Đếm nhanh đi. Đếm đi. Cái cây này một củ bông nè, hình như cây này có 2 củ bông nè. 50 trái á. Trời ơi. Cái cây có chút chét vậy nè. Mà coi trái nè. Dạ. 7 giờ rưỡi rồi. Rồi bữa trước cái cây cũ, con phải quay lại mấy cây cũ. Chưa, cái cây cũ để coi. Đi quá là cái trễ thời gian. Đúng rồi. Đây nè. Cái cây gần hồ nước rồi ta. Cái cây này của ai? À, cái này của mình hết à. Thôi như vậy được rồi cả nhà. Đấy, nên là cả nhà nhớ làm 2 vấn đề. Thứ nhất là cây nhiều của bông thì chúng ta phải
phải dùng hữu cơ là chính ha. 10 tới 15 ngày bón, 10 tới 15 ngày là bón ha. 2 kg, 3 kg, 4 kg là tùy theo cái lượng trái và lượng cây của mình ha. Và sau đó điều tiết. Chứ không phải là cứ tối ngày cứ cây nào cũng 3 kg, nào cũng 3 kg, 3 kg thì không được đâu. Tại, đúng rồi, tại vì chỉ cần một cái mưa trái vụ thôi thì lượng đạm nó còn hơn là cái NPK nữa thì nó sẽ phóng đọt. Đấy, mà phóng đọt thì nó sẽ không hay. Ướt hết cống quần rồi. Trời ơi là trái. À cha cha cha. Ôi. Có thua gì không thua Vườn Anh Hùng một xíu nào hết. Giỏi, phổ giỏi thiệt. Đấy, cái linh biến nó quan trọng lắm cả nhà. Chứ không phải là làm nhiều năm nó quan trọng đâu. Đó, cái kiến thức nó quan trọng lắm. Cả nhà coi nè, cái chỗ này nè, thì nó bao nhiêu trái. Mà không có thời gian lặt trái luôn nè. Đó, nó có lớn nhỏ. Một cái cành này thôi nó đã mấy củ bông rồi nè. Một cái cành này thôi nó đã ba củ bông rồi nè. Wow, là trái. Dạ, phải chống, phải neo neo. Cột dây neo neo ngược dây lên. Lấy dây nữa, cây chống rồi nhưng mà lấy dây, mua dây rồi mà treo ở đó thì làm sao mà neo được. Đấy, mà sắp tới là bão số 1, số 2, số 3 này kia nọ khác, không đùa được đâu, không đùa được đâu. Rồi đi về lại cái hồ đi, đi tìm lại các cây cũ bữa trước. Con nói rồi, con gửi clip cho nó coi rồi nhưng mà nó vẫn vậy. Đâu cái hồ đâu rồi? Đi lên lên, thì quay lại dưới cái chân hồ để quay lại cái chỗ cũ. Bữa trước là không có quay mấy cây này, bữa nay là phải quay lại cái chỗ cũ. Chứ dân nó nói là mình đi kiếm cái vườn khác mình quay đó. Đây cái hồ đây, thì cái vườn đây, đây, đây cái cây này, cái cây này. Ôi ôi cái cây này. Cây này bữa trước quay rồi nè. Đó, cây này bữa trước quay rồi nè. Quay sơ lại cho cả nhà để chúng đi xuống trễ rồi. Chúng đi xuống trễ mất tiêu rồi. Ở hôm qua mà chiều hôm qua mà quay được là hôm qua đi qua ba con sông đấy, trưa hôm qua đây. Phải đi buổi sáng chứ không thôi nước nó lớn mà hôm qua không đi được, đó là nước nó lớn. Đây đây, con coi là cái cây này. Cái cây này là cây bữa trước mà nó giúp chút chét chẹt mà trái. Này, cả nhà thấy không? Cái tay nghề mà tốt á, người ta giữ được hết á. Người ta giữ được hết trái nè. Cả nhà nhớ cái này không? Nè, đó. Phải, cái này là không phun nè. Chứ nếu mà, tại vì nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng. Mà nếu chúng ta không phun thường xuyên thì nó sẽ dẫn đến là trái nó bị xương. Đó, nó có nhiều lý do nó bị xương lắm. Nó bị thiếu dinh dưỡng, tất cả mọi thứ. ABCD. Rồi, khi nó sủi nghị mà mưa nhiều, hạt phấn nó không có thụ phấn tốt được thì nó cũng bị xương. Rồi pH của đất mà thấp, cây này trời ơi ơi, cái cây này nó có chút chét thôi mà nó trái dữ vậy nè, ơi khít thật đấy cả nhà. Được chưa? Rồi xong hết rồi nha, cây này cũng vậy thôi thì tôi về đây. Cái này thì trái cũng quá trời trời trái luôn rồi. Nè, zoom cái này nữa coi rồi về nè. Rồi, chuẩn bị xe đi em ơi. Chuẩn bị xe đi Vũ ơi. Rồi ha. Đó, năm nay là đặc biệt là ở trên chỗ Phước An á, năm nay là sủi nghị mưa 15 ngày. Nhưng mà Phú vừa báo cáo vừa hết mưa mới quay lại được thì lại cái tim đèn là vẫn còn vảnh là vẫn còn ngon, vẫn còn vảnh là vẫn còn ngon. Nên Tuấn á, sẽ cập nhật các cái vườn ở trên Đắk Lắk cho cả nhà xem là năm nay sủi nghị mà mưa dầm 15 ngày nhưng chúng ta vẫn giữ được trái cho dân. Rồi, chào cả nhà. Coi nè, cái cây có chút ép vậy nè, mà trái nè. À, mà đất này là đưa soi và NPK vô là một tháng sau là làm trái luôn đấy cả nhà. Đó. Rồi thôi chạy xuống đây, rồi chào cả nhà nha. Còn quay còn hơi ăn cướp nữa. Rồi nói thêm nha, nếu cả nhà mà khi trái lớn mà không đủ công thức là những trái lớn mà cứ vẫn phun công thức tăng trưởng có amino và NPK cao thì nó sẽ bị nấm. Nha, nó sẽ bị nấm là như vậy. Ôi là trái khiếp thật.